Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn nhé. Thì trưa nay mấy anh em chuẩn bị mấy cái xì di. Mình đi đặt nha, xì di nha các bạn. Nước bây giờ cũng gần rút hết rồi các bạn ơi. Người ta chuẩn bị bơm rồi. Chắc chuyến này là chuyến đặt xì di cuối cùng của mấy anh em nha các bạn. Mình đặt ở trong lúa. Bây giờ đang trộn mồi. Đây là mồi sắc mắm nha các bạn. Sắc mắm mình trộn với cho chấu nè. Sắc mắm này của người chỗ người ta bán xà di, người ta bán luôn các bạn. Mình mua sắc mắm ở đó mình về mình trộn với cho chấu thôi. Mấy anh em gom hết mấy cái xà di đi đặt một chuyến nữa. Chuyến này là chuyến cuối rồi. Đặt ở trong lúa nha các bạn. Giờ này chỉ còn trong lúa thôi. Giờ là hết lúa chét rồi. Lúa mấy cái đồng mà lúa vụ ba người ta xạ bây giờ nó chín rồi các bạn. Trong đó thì người ta không có vô đó săn bắt được, không có giăng lưới, không có xiệt gì ở trong đó được hết. Cho nên mình vô trong đó đặt hy vọng là có cá nhiều nha các bạn. Giờ mấy anh em chuẩn bị bóp mồi xong cái chuẩn bị đi đặt luôn nha các bạn. Cái này mình đặt xong rồi bắt đầu sáng mình mới thăm nha các bạn. Xong cái này mấy anh em đi đặt xong rồi sáng đi thăm rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem. Mong là chuyến cuối mùa đặt xà di của mấy anh em trúng nha. Cuối mùa hay làm cái nhiều rồi. Sáng nay mấy anh em đi thăm mấy cái xà di nha các bạn. Xà di mình đặt ở trong lúa. Cá bự bự không nha các bạn. Cái đầu tiên 5 con. Đây, cái này cái đường mương của cái bờ ranh nha các bạn. Này được 2 con. Nghe. 1 con. Ú không à. Đó. 4, 6 con, 7 con. Cá được bự. Bữa hỏi mình đặt trong lúa cá bự bự không? Bữa nay cá nhỏ nhỏ ta. Bữa hỏi anh em đặt cái miếng ngoài đó các bạn. Dở cá bự bự mà. Cái này cá nó vô trong lúa này hết rồi. Ngoài trống người ta săn bắt quá, người ta đặt lúa đặt rồi quá trời. Nó động á, nó chạy vô trong lúa. Ui, đúng. Một đám đó. Cán bự cái này quá trời luôn. Lúc ha. Giờ dặn cuối này lúc ha. Cán được bự. Lúa này vài bữa người ta bơm nước hay các bạn. Ta bơm nước đồng loạt á, cắt luôn rồi. Nhờ mấy ông mà làm vụ 2 người ta bơm sớm. Chứ người ta bơm trễ lúa này no luôn. 1-2 miếng đâu có bơm hết nổi. Mới thấy nhảy lên đó. Cá bự. Cá bự luôn. Trời ơi. Úi lọt hả? Lọt được lắm. Ôi ôi đã. Anh ca, rồi chà bá. Cái này mới đi ngang đụng cái thấy nó nhảy lên tưng. Dở lên nè. Đúng. Đó. Ồ cái này quá rồi. Này cũng nhiều mà không có bự. Cái nãy cá bự quá trời ta. Nãy cá bự nhiều. Vậy nè, đặt con lúa đi nè.
bự rồi. Đây con này ăn bự. Đó, 5 con. Cá một bự. Quá trời lúa chín chân. Nó bị nước nó sập các bạn, sập quá nhiều luôn. Mấy cái lúa này người ta sập mấy cái là người ta vô người ta buộc lại các bạn, buộc chùm chùm lên để cho nó đứng lên á, để nó ngã nó chết. Ở trong đó bị sập nhiều lắm. Ui, con một à. Đấy, cái bờ cái bờ mà không cao làm cái vụ ba này nguy hiểm ha. Không mà mưa giờ đám lớn lớn ngập cái nữa là no luôn. Mưa thì hai đám nữa là rồi xong rồi, trong bờ này không chạy đúng cái nào. Ý, cái bờ rồi. Cá luôn rồi. Đó nha. Đây, cá chả bả luôn. Cái phần. Cỡ này đâu sao? Không rồi. Giờ từ đó mới đã. Cỡ đó là sao? Hai em cái bệnh quốc hả? Giảm đèn đường bệnh đường đi á. Đã lên đã xuống. Còn bệnh đường đó. Bệnh đường thì bây giờ mình dỡ vô mới dỡ ra được chứ. Gần không? Đây nè. Bờ nó đi dài vô. Hai bờ. Hai bờ cặp song song với nhau ha. Rồi giờ dỡ bển đi, đây giờ vô đó chắc cầm được mà. Đây cái vô đó cầm được. Đây trong đó 6 cái 7 cái vậy. Mà 8 bên đây 2 cái này nha. Dài bờ bên đó nhiều hơn hả? Đúng. Đó. Miếng này một cái. Xứng chưa? Bảy con. Bởi dở lên cái sợi dây gung 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 này. Sướng tay. Này quá trời bị nhập. Bị sập á. Được cái nào bông màu đứng hết. Tốn tiền buộc lên ha. Tốn tiền mướn người buộc. Rồi, này hai con. Mướn người ta bó đứng lên vậy mới cắt được. Nó không mà để kiểu này là thấy tiêu hết rồi. Cái này mà không dựng lên nữa thì máy nó bỏ. Cái bữa cắt xuống hết. Giờ lúa chưa cắt được. Đó chưa cho cắt. Để vậy cái này gầu tuần lễ nữa chưa được nữa. Bơm nước rồi mới cắt được chứ đâu có để nước gì mà cắt nè. Ôi vô cái này sướng nha. Cá bự không?
hết biết luôn rồi. Ồ đúng rồi nè. Máy. Cái này là cái chục máy nè. Xuống. Cái đó, cái đó. Dì mấy mềm. Đây là còn chuyến cuối rồi. Vô lúa đặt ra mới có nè. Cái này cỡ hình như bữa 20 mình đó mà. Người ta bơm nước. Bơm nước xong chắc bữa trước bữa sau người ta cắt rồi. Ta cắt là rồi đó là xong hết rồi đó, là khu này là khu của mình là bơm nước chống đồng hết rồi. Khô hết rồi, không còn nước nữa. Cũng như là kết thúc mùa nước. Rồi, cái đó là Trung Quốc ta. Cái thì dính nhóc, cái thì không có con. Nãy giờ xảy mấy cái rồi ha. Bự không này chứ. Có bự. Rất luôn. Đặt trong lúa thì dính nhiều các bạn. Yên tĩnh, cá nó vô đây. Rồi, cái này quá. Cái này rút cửa luôn rồi. Cái này. Một tối. Cá bự, cá nhỏ có đầy đủ. Cá nhỏ có. Hàm ha. Cá chục mấy con. Lóc lên trên. Đặt trong lúa lúc nào cũng vậy chứ. Mấy năm trước mình nhớ đặt trong lúa không? Vỏ cái mười mấy con. Thấy con ướt xì gì á. Ui, đó nhảy kìa. Trời ơi. Ôi con kìa. Đấy con chuyện luôn. Quá cái này. Dữ dằn chưa? Cái này nhỏ mà cá quá cá. Đúng kiểu cái đó dám có mười mấy hai chục á. Mày không? Nhỏ nhỏ này, cho nó gớt. Ôi. Dở lên cái bự nhóc có chơi gì mới đã. Dở lên đi rồi. Rung xì dây, một cái xì dây cứng nữa rồi. Đó, bự nhỏ có. Trời ơi. Cái này mà cỡ một tháng nữa nó lớn như thấy nha. Tháng nữa cái này còn bành không à. Ở ngoài này tháng thì nó lớn chứ, ở trong địa tháng đâu lớn. Cái này còn giữ nữa. Đó.
trời ơi. Yeah. Một khúc luôn. Cái này cũng dữ lắm mà. Chuyến cuối. Chuyến cuối mấy anh em phản kẹo rồi. Cái này làm được đợt nữa được á. Lúa tranh thủ lúa chưa cắt. Có vài ngày, vài ngày nữa mình đặt thêm chập nữa không? 20 con nữa rồi. Quá, cá quá cá các bạn. Từ đầu mùa tới giờ có hôm nay là trúng nhất nha. Bây giờ trong lúa đặt ra mới được gì nè. Ở ngoài nó quậy quá mà. Lớp cung điện xịt điện rồi lú rồi lưới rồi. Đủ thứ hết trơn. Bởi vậy chạy vô trong lúa này cho chắc ăn. Mà cũng không chắc được nữa nào chứ. Chắc nè. Cũng có khám phá miền Tây tốt nữa. Cũng có cách bắt ha. Giờ đây bị khám phá miền Tây lụm lên cái nữa. Qua nhiều. Trong lúa này chỉ có cái môn xà di là bắt được nó thôi chứ đâu có môn gì mà vô đây mà làm được. Qua nhiều quá, còn không có. Vậy là chắc mấy anh em tranh thủ làm thêm chuyến nữa nha các bạn. Để vài bữa nữa người ta bơm nước rồi. Ui. Thấy cá quá cá rồi, thấy hàm. Rung luôn, bay luôn, bay bay bay. Bay, 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 bay. Rồi, con kìa. Là một cái thạo. Bay luôn. Trúng cái gì vậy? Tới con chuyện này chứ. Trời ơi, kìa. Trúng thì thấy hàm trời. Nó nhảy ra luôn. Tối giờ không nhảy, dân này nhảy à. Dở lên nó mới nhảy chứ. Hồi nãy giờ cái này bự không à. Ừ. Đều không? Cũng gạo dữ này. Dính này giống như đợt đó nè. Ừ. Giống như năm trước mà mình đặt kìa. Đặt cũng đặt trong lúa nè, mấy năm trước anh ta làm vụ qua. Thì mình dễ làm, cá nó nhiều nữa. Lúa không à. Năm nay có người làm, có người không, ở đất trống mà ta quậy quá. Cái này có con như vậy. Mới khen rồi, giờ tái khen rồi. Ờ, cá này chút xíu nó ra ngoài luôn. Gần hết sợi dây rồi mà. Giờ chắc ngày mai mình đi đặt thêm cặp nữa ha. Để thôi người ta bơm nước ra là hết rồi. Này là phía từ đó đó dài ra ngoài này tại vì cái hướng gió nó đẩy lên nè. Đúng đúng đó mười ha. Dở lên nghe cái sào, dở lên cái sào sướng rồi đây. Cái miếng lúa cặp sát bờ á. Ôi ôi. Sột sột trời ơi con cá rồi. Cái con cá bự bự không à. Nghe cái sột cái tưởng là tính đâu lùi. Bực nữa này ngờ đâu 60 con à. Có mấy con bự nó quậy. Để nào đó đi. Trời ơi trời, mới nghe sột 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 rồi. Ôi giời con kìa. Khúc khúc. Con cá bự à. Con cá cho bá nè. Ừ. À. Uno. Ôi đặt sợi dây kiểu này bởi vì phải đặt thêm một lần nữa mới được. Đầu mùa tới giờ đặt ở ngoài chét với ấy dính. Quá hiếu mà. Ký này ký 3 ký. Mà tại lúc đó lúa này chưa chín.
là bên đây lúc đó bên đây nó khô khô bơm. Thì chưa chín nó còn bơm khô. Bây giờ Phật lên nước nhiều chàng quá trời chàng ở ngoài động nó vô rút cái nước. Cái này chung nữa. À, nội mình đặt cái đường này không là lúc rồi. Bây giờ cái này không lúc chỉ còn con cá nữa không còn. Con 4 con, 5 con. Không nghe nhúc nhích. Cá nhỏ quá. Lọt đẻ. Cái nó hết thì gì? Rung. Đó. Sao 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 sao. Còn cái nó có bự luôn. Còn cái nữa hết rồi các bạn ơi. Bữa nay bộn nha, bữa nay mình mấy ký rồi đó. Hết luôn rồi. Đang còn cá ngoài đó nữa, cá ngoài đó dính có một con à. Đây mấy ký nha. Sao mình có đặt cũng đặt đường này nè. Cái đường bên đó đâm qua cái nè, hết luôn. Cái đó có một con hả? Cuối luôn rồi. Gà trống thì ngay cái lúa, mấy cái lúa đặt. Mấy này là đặt rồi cái chạy mạnh đi. Cái cặp nó từ đứng lên lỗ, nhét vô cái thì đứng. Rồi, mấy này mà lội vô nha các bạn. Cuối mùa làm 1-2 mẻ phản phản tí xíu thôi. Thôi, mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Sắp xì dị gọn gọn vô. Bây giờ chắc mai mình đi đặt thêm chuyến nữa. Tranh thủ ha. Này bộn. Vui lên cái đống. Nay là gạo không rồi. Rồi dữ lắm cá nha. Mấy kilo khỏe ghê luôn. Không rớt giá 4 kg rồi nha. Có cá bự nữa. 4 kg là nằm ngủ luôn đó nha. Trước mình đặt chúng. Ngày đó nó dồn cá nhiều. Đằng đó không có ống miếng nào cũng làm. Còn nguyên. Bốn ký không hết rồi.
cái cá không hết nè. Nhiều. Có mấy cá bự, cá 4 phần không, 4 phần 5 phần không ha. Ừ. Này 4 ký cá khỏe nha các bạn. Quá trời cá bự lắm. Ồ. Nhiều quá, tại cái thao mình bự à. Cái thao lượm người ta chứ điện mà. Mê không? Trời, có mấy con cá quá bự luôn. Mấy con cá, cá chà bá lửa, cá nó lưới 5 phân luôn á. Rồi, đặt sợi dây mà dính mấy con cá dòm thấy mê các bạn. Đã các bạn. Cá không nù nè. Cái này cá gô bự nhiều. Bự không? Mấy con cá đã. Mình lựa ra đi ha. Được. Cá nhỏ mình thả lại hầm đi. Bắt cá mới cá bự thôi, cá nhỏ mình thả lại hầm, bỏ vô cái xô, bỏ vô đó nó nhảy hết đây nè. Con cá bự bự ú ú mình lựa ra. Cá bự ăn. Ừ, cá nhỏ cho mình đổ vô hầm đi. Cái cá nhỏ ra ăn gì? Nhỏ quá. Giờ có cá nhóc chân cá nhỏ mới đi xuống dưới trong cái mé có ba con cái gì cũng quẹt cũng dắt cái nồi luôn, dắt cái chảo luôn. Đây, theo thời điểm nha, lúc uống rồi anh em lựa ra các bạn ơi, mới cá nhỏ này mình dèo lại nha các bạn, mấy kilo cá nhỏ mình dèo lại để mấy anh em đặt lọc hết các bạn ơi. Thả mà thôi, để đặt thả xuống hầm để thôi kiếm thêm ít cá chết nữa mình đi đặt lọc ếch. Con này cá mình lựa ra để ăn ăn các bạn. Cá bự bự nè. Bỏ vô cái thau lớn đó đi. Thau cái xô đó được không? Được. Cái xô này. Này cá lớn để ăn nha các bạn. Nước rộng. Cá nhỏ mình để mà đặt lọc ếch. Chặt không như thế này? Chặt thấy được. Chặt cái gà ăn cái thì chặt cái gà ăn cái ấy nước mới thì nó sạch sạch. Rồi, mấy con cá nhỏ thì rộng sao nha các bạn. Ê, chiều mấy anh em kiếm mồi thêm để đi đặt lập ếch. Thì thành quả hôm nay của mấy anh em đi đặt sợi dây được cũng cỡ 4 ký cá. Lựa ra hơn 4 ký nữa, cá ăn chừa lại không có ký mấy, 2 kg cá bự bự không à. Cá kia để dành đặt lập ếch các bạn ơi. Thôi, video đi đặt sợi dây của mấy anh em đến đây chắc cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Này chắc một hai hôm nữa mình đặt thêm tập nữa nha. Đặt làm tập. Quá trời cá luôn, tranh thủ rồi. Chặn sau nó giữ chặn này nữa. Tranh thủ mình quất tập nữa.